Có nhiều bạn giải quyết xong mụn rồi, tuy nhiên thì da vẫn chưa đẹp đâu, bởi vì vẫn còn rất là nhiều vết thâm mụn ở trên da. Những vết thâm mụn này không sưng đau và khó chịu như mụn. Tuy nhiên nếu mặt có quá nhiều vết thâm thì trông rất là mất thẩm mỹ. Trong video ngày hôm nay thì bác sĩ sẽ hướng dẫn các bạn cách giải quyết những vết thâm mụn này vô cùng đơn giản. Hãy cùng xem hết video này nhé. Chào mọi người, mình là bác sĩ Mão Phượng, bác sĩ da liễu. Trước khi bắt đầu vào video ngày hôm nay thì mời các bạn hãy like fanpage bác sĩ Mão Phượng và đăng ký kênh YouTube của bác sĩ để nhận thêm nhiều kiến thức chăm sóc da, giúp các bạn có một làn da khỏe đẹp hơn. Rất nhiều bạn tò mò rằng những vết thâm mụn trên da có tự hết không nhỉ? Nếu chúng ta không làm gì thì theo thời gian những vết thâm mụn này nó cũng sẽ hết. Nhưng mà rất là lâu các bạn nha, sẽ mất khoảng 6 tháng đến 1 năm, thậm chí là lâu hơn. Có không ít bạn gặp phải cái vòng lặp luẩn quẩn là hết mụn rồi đến thâm mụn, sau đó lại bị mụn lại và da lại tiếp tục bị thâm. Cứ như thế, dành cả tuổi thanh xuân chỉ để chữa mụn và thâm thôi. Đầu tiên chúng ta cùng nhau tìm hiểu tại sao da lại có những vết thâm mụn đen thế này nhé. Thâm mụn đen còn gọi là PIS là tăng sắc tố sau viêm. Những bạn mà có tông da tối màu thì thường sẽ gặp loại thâm mụn này. Các bạn hãy tưởng tượng là khi da của chúng ta có mụn viêm, hoặc là các bạn nặn mụn sai cách khiến cho cái vùng da đó bị tổn thương, viêm đi viêm lại nhiều lần, và kết hợp thêm là các bạn không bôi kem chống nắng kỹ, tia UV tác động lên da, khi đó cái vùng da bị tổn thương do mụn nó sẽ phát ra một cái tín hiệu là kích thích tổng hợp sắc tố đen melanin để bảo vệ vị trí tổn thương đó. Khi có nhiều sắc tố đen melanin hình thành tại vị trí mụn đó thì cũng sẽ hình thành những cái vết thâm mụn đen. Thật ra những vết thâm mụn đen đấy nó xuất hiện như một cái cơ chế tự nhiên bảo vệ da của cơ thể chúng ta mà thôi, chứ không hoàn toàn xấu đâu các bạn nha. Nhưng nó lại gây mất thẩm mỹ phải không nào? Vậy nên các bạn nào mà có tông da tối màu, đang bị mụn ý, thì hãy chống nắng thật là kỹ này, và chúng ta hạn chế nặn mụn thôi, bởi vì loại da này rất dễ hình thành thâm mụn đen đấy. Phần tiếp theo đây thì bác sĩ sẽ hướng dẫn các bạn cách trị thâm mụn đen cực kỳ đơn giản, các bạn có thể áp dụng ngay tại nhà. Như bác sĩ vừa chia sẻ ở trên thì vết thâm mụn đen hình thành là do sắc tố đen melanin, nên chúng ta sẽ sử dụng các sản phẩm có tác dụng là ức chế hình thành melanin như là tranexamic acid, arbutin, vitamin C vào trong chu trình chăm sóc da hàng ngày của mình. Ví dụ như các bạn có thể lựa chọn serum tranexamic 3% của Intelderm hoặc là serum arbutin của Obagi. Các bạn có thể sử dụng 2 lần vào buổi sáng và buổi tối sau bước toner. Ngoài ra có thể kết hợp thêm AHA nồng độ từ 5 đến 10%. Đây là một loại tẩy tế bào chết hóa học. Nó sẽ giúp loại bỏ tế bào sừng xỉn màu này, hỗ trợ làm mờ thâm nhanh hơn, và bề mặt da của chúng ta cũng sẽ mềm mại và sáng mịn hơn nữa. Các bạn có thể lựa chọn AHA 5% của Parachoy hoặc là AHA 8% của Neochata. Chúng ta sẽ dùng AHA khoảng 2 đến 3 lần một tuần. Nếu bạn nào mà có nền da nhạy cảm thì chúng ta có thể dùng một lần trên tuần. Nhớ là AHA sẽ dùng sau bước rửa mặt các bạn nhé. Tiếp theo đây là một sản phẩm không thể thiếu nếu các bạn muốn thoát khỏi vòng luẩn quẩn mụn, thâm mụn, đó chính là retinoid. Retinoid sẽ giúp tăng quá trình tái tạo đổi mới tế bào, làm mờ thâm nhanh hơn, giảm sừng hóa và làm lớp sừng bong tự nhiên. Đồng thời nó sẽ giúp phân bố đồng đều sắc tố melanin trên bề mặt da. Nhờ đó thì vết thâm mụn cũng sẽ cải thiện đáng kể và da của chúng ta cũng sẽ sáng đều màu hơn. Với các bạn mà có nền da mụn, thâm mụn thì các bạn hãy lựa chọn retinoid là adapalin hoặc tretinoin sẽ đáp ứng tốt hơn với mụn trứng cá. Các bạn có thể thấy là trên thị trường có rất là nhiều sản phẩm chứa hoạt chất này, ví dụ như là Differin, Glenzit MS, Tretinoin Obagi hoặc Tretinoin ESP. Những sản phẩm này nó có tác dụng khá là mạnh mẽ và dễ gây kích ứng da, nên nếu sử dụng thì các bạn cần dùng một lượng nhỏ và giãn lịch để da của chúng ta làm quen dần. Và đừng quên là các bạn hãy kết hợp thêm một loại dưỡng ẩm phục hồi để da của chúng ta không bị kích ứng nhé. Và cuối cùng là một bước cực kỳ quan trọng, nếu các bạn không làm tốt bước này thì chắc chắn một điều là thâm mụn sẽ rất lâu hết, thậm chí các bạn sẽ thấy là trên da còn xuất hiện thêm nhiều vết thâm mới. Đó chính là bước bôi kem chống nắng. Hãy bôi kem chống nắng hàng ngày và che chắn thật kỹ bằng khẩu trang, mũ, kính mỗi khi các bạn ra ngoài nhé. Khi các bạn kết hợp những sản phẩm này và có chu trình chăm sóc da phù hợp thì khoảng 4 đến 6 tuần thôi, các bạn sẽ thấy là vết thâm mụn mờ đáng kể, thậm chí là không còn thâm nữa. Chúc các bạn trị thâm mụn thành công. Nếu thấy video này hay và ý nghĩa, hãy chia sẻ đến với nhiều người hơn và đừng quên là bấm vào nút đăng ký kênh để nhận thêm nhiều mẹo làm đẹp từ bác sĩ nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.